Kính thưa Thánh của Chúa, tôi đi vắng một khoảng thời gian dài, cho nên phần ca ngợi cảm tạ cầu thai thì tôi không có dịp tiện để trình bày trước mặt Chúa và Hội Thánh, đều Thánh biết cảm tạ Chúa và cầu thai cho nhau. Thưa Hội Thánh của Chúa, hình ảnh một ngôi nhà thờ cất trên núi cao rất là đẹp. Và khi tôi đến đó, tôi nhớ ngay một câu kinh thánh mà Chúa nói: một cái thành xây trên núi thì không thể nào che khuất được. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14. Và đây là nhà thờ của Hội Thánh Hội Lạng, được Hội Thánh Đức Tin ở tại Mỹ do con trai tôi làm quản nhiệm đã dâng hiến để xây dựng. Và lễ cung hiến đó thật là vui, phước hạnh trọng ơn của Chúa ban cho. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm vì lễ cảm tạ và cung hiến nhà nguyện Buôn Khít của mục sư quản nhiệm Y Kỳ cũng đã được cử hành một cách rất là trọng thể, và các đệ tử của Chúa ở các nơi đã trở về để tham dự lễ của nhà Chúa. Cảm ơn Chúa nhiều vì cớ Hội Thánh Chư Hát ở tại Giao Hạt, Đông Đắk Lắk cộng với Hội Thánh Lộc Bảo II đã tổ chức Thánh Kinh Hè cho thiếu nhi. Và cảm tạ Ngài vì có đến 34 em tin Chúa và 7 em dâng mình hầu vì Chúa. Tôi niềm vui phước hạnh vì năm nay tôi yêu cầu tất cả giáo viên tìm mọi cách Chúa ban cho mình trong năng quyền của Chúa để giúp đỡ các em hiểu về Chúa, thật sự gặp được Ngài và đời sống biến đổi. Và cảm ơn Ngài vì Chúa ban cho các cháu ở tại Hội Thánh Chư Hát và Lộc Bảo II. Chúng ta cũng cảm ơn Ngài vì cớ 57 cháu thuộc giáo khu Đông Đắk Nông đã được nhận lễ báp têm. Cảm ơn Chúa vì cả gia đình của một bà cụ già 85 tuổi đều tin Chúa tại khu vực Krông Anna. Và đây là cơ hội Chúa ban cho cụ trước khi cụ về trong nước của Ngài. Điều thật là vui nữa là một chị tín đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã ăn năn trở lại với chân lý của Chúa, rồi chị làm chứng cho con trai học lớp 11, làm chứng luôn cho cả một chị được họ gửi đến để thuyết phục chị bỏ Chúa, thì cả hai đều tin Ngài. Và đó là kết quả kỳ diệu mà Chúa ban cho một tín đồ mới vừa trở lại với Chúa. Và hiện nay chị với người bạn gái của chị đó, cả hai đều đang làm chứng rất mạnh mẽ ở khu vực họ sinh sống, và mong Chúa cho họ có thể có thêm nhiều người trở lại tin nhận Chúa, nhất là người thuộc Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Cảm ơn Chúa vì khu vực Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh trong 2 tháng qua có 13 người tiếp nhận Chúa. Tháng 5 họ tổ chức trại hè phụ nữ vào ngày 15-16 rất phước hạnh. Xin cầu nguyện cho một vụ truyền giáo chăm sóc ở các huyện Con Cuôn, Lương Dương và Hà Tĩnh được đều đặn, có thêm những người mới tin Chúa. Và tôi cảm ơn Ngài vì phụ nữ đã nhóm lại ở tại Hội Thánh Vinh, Nghệ An thuộc khu vực, và công việc chứng đạo cũng đã tiếp tục ở các nơi. Và xin Chúa cho càng lúc càng có thêm người tin Ngài để trở thành một số đông, và chính quyền phải mở cửa cho anh em thành lập Hội Thánh ở tại Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Cảm ơn Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh ở tại Nam Đắk Lắk tổ chức lễ dân con của một gia đình tín đồ Hội Thánh Chùa Tắc, và tại đó có thêm một gia đình 3 người tin Chúa. Nhưng mà tôi đếm ở đây tôi thấy không phải 3 mà là 4. Có một cháu đường bồng trên tay nữa, 4 người. Tôi cũng mừng, cảm ơn Ngài vì cớ có thêm người tin Ngài. Cảm ơn Chúa vì truyền đạo Sùng Xeo Lòng và truyền đạo Sùng Xeo Chá đi truyền giáo ở phía Bắc là quê hương của họ, và có 3 hộ 21 người mới tin và đã được giao cho Hội Thánh ở địa phương để Hội Thánh địa phương tiếp tục chăm sóc những gia đình mới tin Chúa này và thành lập thêm Hội Thánh mới cho Chúa. Cảm ơn Chúa vì lớp quản nhiệm 14 tại cơ sở 2 trường Thần học Phúc Âm Hà Nội đã được tổ chức, và
tôi nghe rằng năm nay đặc biệt là có đến 52 cháu sẽ xuống học lớp tăng hiến hè. Và tôi vui lắm vì cơ sở ở đây có thể chứa cả hàng trăm cháu. Và xin Chúa ban phước cho để chúng tôi có thể sắp đặt cách nào hầu cho có thể đến thăm các cháu. Và cũng cảm ơn Chúa vì cơ sở 2 của chúng ta đã được sửa lại mới. Chúng tôi làm chiếc cầu để tiện cho anh em đi lên núi. Trên đó có một cái đỉnh đồi, không phải núi mà đỉnh đồi, để chúng tôi có một cái nhà cầu nguyện ở tại đó. Và anh em nhớ, nhà cầu nguyện đó chúng tôi sẽ sửa lại, để anh em nào ra đó thì anh em nhớ chúng ta có một cái đồi nhỏ nhỏ để cầu nguyện. Anh em lên đó học Kinh Thánh và tĩnh tâm với Chúa. Rồi cây trái của chúng ta cũng bắt đầu có nhiều, tôi thấy thật là vui. Mít thì tôi đã đem về cho Hội Thánh cùng ăn trong mấy lần trước. Chỉ có ngạc nhiên là xoài rất là to. Và đây là hai con gái của cô thầy truyền đạo Hạ Lành. Và cũng cảm ơn Chúa vì trong chuyến đi của tôi thì anh em cho biết rằng anh em đã tham gia vào cái mạng của Hội Thánh để biết Hội Thánh 280 cần nước uống, vì họ phải đi đến 500 mét và lấy nước ở một cái vũng nhỏ nhỏ. Và thế là ân nhân giúp đỡ, tôi đã gửi tiền cho anh em để anh em có thể làm một cái đà khoan, một cái giếng để anh em có nước xài. Đó là điều Chúa ban cho, và chúng ta cảm tạ Ngài về mọi sự Chúa ban cho. Cảm ơn Chúa vì Hạt Lâm Đồng đã bắt đầu có sức mạnh từ Chúa. Anh em có một vụ mở 12 hội thánh mới. Đó là điều mà tôi nghe, tôi hết sức là kinh ngạc, nhưng mà cũng đồng thời tràn ngập niềm vui. Cảm ơn Chúa. Hội Thánh Kim Bôi có thêm 4 người Nùng, người Mường, xin lỗi, mới tin hội thánh của anh em tại đó. Cô Trần Đạo Thanh, quản nhiệm Hội Thánh Hữu Nghị Hòa Bình đã đi đứng được, vì thời gian vừa qua cô bị xương khớp và không đi được. Cảm ơn Chúa vì ân nhân đã giúp cho các hội thánh ở tại khu vực Atapvơ, Lào, số tiền 24 triệu để xây dựng và cứu đói. Anh em một vài nơi như Hội Thánh Pro thì không có cả muối, bột ngọt để sử dụng. Đây là Hội Thánh dân tộc Pro, và chúng ta lại thêm một dân tộc mới để lo công việc nhà của Chúa. Hội Thánh Atapvơ, Lào, và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho có sự tiếp trợ. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng tôi có thể chuyển qua cho anh em trong ngày gần nhất, để anh em có thể lo được công việc nhà của Chúa, đồng thời cũng giúp đỡ nhau. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhà nguyện của thầy Pha đã trồng cây, nhưng mà ở đây vẫn thiếu nước sinh hoạt. Xin Chúa giúp đỡ cách nào để anh em có thêm nước. Chúng ta cầu nguyện cho cháu của thầy A Tây bị tai nạn gãy chân, và người cha thì bị tâm thần nên rất là nghèo khó, và cầu nguyện cho họ để xin Chúa giúp đỡ một cách kỳ diệu cho thầy A Tây và có thể lo cho cháu mình. Xin cầu nguyện cho Hội Thánh Yên Minh, Hội Thánh mới người Hờ Mông ở tại tỉnh Hà Giang đứng vững ở trong Chúa. Xin cầu nguyện cho Hội Thánh Phúc Âm Hưng Đạo, xin Chúa cho tài chánh mua đất để xây dựng nhà nguyện, vì Hội Thánh bắt đầu lớn mạnh. Có hai hộ mới tin Chúa tại Mường Phìn bị đốt nhà và đuổi ra khỏi làng. Đây là người dân tộc Pru ở tại Lào. Xin cầu nguyện cho ba của mục sư nhiệm chức của Thế Bảo bị sơ gan. Xin cầu nguyện cho truyền đạo A Tây bị đau cột sống và phải nằm viện, phải hoãn lại chuyến đi thăm ở bên Lào. Cầu cho thầy A Gun, quản nhiệm hội thánh Atapu, thầy bị đau dạ dày rất là nặng. Xin cầu nguyện cho ông Thảo A Xính, tín đồ thuộc hội thánh 77 bị tai nạn và phải mổ. Xin cầu nguyện cho chồng của cô Đào, quản nhiệm hội thánh Vĩnh Long bị hư thận và suy gan, và bây giờ chỉ còn có Chúa cứu được mà thôi. Cháu Đinh Văn Ngũ, em của trường đạo Đinh Bếp, bị u não và sẽ mổ vào ngày mai. Xin cầu nguyện cho ông Kso Boy, hội thánh Buôn Điếc bị tai biến nặng. Dầu quá nhiều vấn đề phải cầu nguyện, nhất là cho anh em ta bị tật bệnh. Do vậy thì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật âm nhạc truyền thông, và tôi xin lấy câu gốc ở trong Ê-sai đoạn 19, đoạn 10 câu 9 làm câu gốc của bài học Kinh Thánh sáng hôm nay của chúng ta. Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng,
đây là Đức Chúa Trời của các ngươi. Ngày hôm nay chúng ta không cần phải lên núi cao. Mạng truyền thông giúp chúng ta có thể rao tin lành khắp mọi nơi, miễn là tận dụng tất cả những điều Chúa ban cho đó để rao giảng tin mừng, rao báo phúc âm của Chúa cho đồng bào của chúng ta. Kính mời Thánh Đức dạy chúng ta cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của con cảm ơn Chúa vô cùng vì hội thánh của Chúa ở tại Hồ Lạng, hội thánh của Chúa Buôn Khít đã được xây dựng. Anh em con làm lễ cung hiến cho Ngài. Mọi điều đó là sự ban cho rất lớn của Ngài, và chúng con cúi đầu cảm tạ Chúa của chúng con. Cảm ơn Ngài vì Ngài đã làm việc lớn cho trường thần học của chúng con chi nhánh 2 ở tại Hà Nội, đã sửa sang đẹp đẽ hơn để sẵn sàng đón tiếp các em xuống học thánh kinh hè, đồng thời cũng giúp đỡ cho các quản nhiệm có đời sống thoải mái ở đó. Và nguyện Ngài giúp đỡ cho cây trái càng tốt hơn, để đệ tử của Chúa đến đó có thể học, cũng có thể dùng hoa quả cây trái ở đó thêm cho họ sức mạnh, niềm vui để học thật là tốt đẹp. Con cảm ơn Ngài. Là Chúa, con cảm ơn Ngài vì anh em con ở tại phía Nam cũng trở về Bắc để truyền giáo, và họ đã có được ba hộ Thiên Chúa. Xin Ngài cho ba hộ đứng vững để họ sẽ cùng với anh em con thành lập thêm hội thánh cho Ngài ở phía Bắc. Con cảm ơn Cha. Chúa ơi, con cầu nguyện để xin Chúa là đấng yêu thương làm việc lạ lùng cho anh em con ở Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông. Anh em con cứ đứng vững ở trong Ngài. Việc chăm sóc anh em con và làm chứng về Chúa thật là một việc khó khăn, nhưng mà chính Ngài cộng tác với anh em con, Ngài bảo vệ họ, Ngài cho họ sự khôn ngoan để biết phải làm gì, hầu cho anh em con đứng vững ở trong Ngài. Và nhất là hai chị từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã quay trở về với chân lý, thì xin Chúa họ đứng vững trong chân lý của Chúa, rồi họ sẽ truyền giảng tin mừng của Ngài để cứu những người khác đi sai lạc. Hỡi Cha, giúp đỡ cho anh chị em con, và Ngài ban phước đầy tớ của Ngài được năng quyền của Ngài để chăm sóc hướng dẫn họ trong chân lý của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm việc để rồi Hội Thánh của Chúa ở tại Chư Hát và Hội Thánh của Chúa ở tại Lộc Bảo 2 đã tổ chức, và có đến 37 em tiếp nhận Ngài, 7 em dâng mình hầu việc Ngài. Và nguyện Chúa giúp đỡ để các em đã tiếp nhận Ngài cứ vững vàng trong đức tin nơi Chúa, và 7 em dâng mình hầu việc Ngài thì giữ lời hứa nguyện đó cho đến khi vào trường học rồi bước vào chức vụ để làm vinh quang danh của Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện cho nhiều anh em con đang bệnh tật. Riêng Hội Thánh chúng con cầu nguyện cho ba của mục sư nhiệm chức Nguyễn Thế Bảo. Ông đang bị xơ gan, và hỡi Cha xin chữa lành cho đệ tử của Ngài, để đệ tử của Chúa mục sư Nguyễn Thế Bảo là con của ông được an tâm lo công việc của Ngài, gia đình thấy được năng quyền của Chúa và cùng cộng tác với mục sư Bảo mạnh mẽ lo công việc nhà của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cầu nguyện với Chúa nhiều anh em khác, họ bệnh tật nhiều quá, nhất là đệ tử của Chúa A Tày, A Gưng là những người mà Chúa đang giao công việc quá lớn ở bên Lào, ở tại khu vực Tây Kinh Tum. Hỡi Cha, xin Chúa cho cái đệ tử của Chúa đứng lên. Cháu thì A Tây bị gãy chân, xin Chúa đứng lên và Ngài tiếp trợ cách kỳ diệu vì ba của cháu bị tâm thần. Hỡi Đức Chúa Trời, xin Ngài chữa lành cho, Ngài làm việc lớn lao của Ngài cho dân sự của Chúa. Ngài tiếp trợ cho anh em con ở bên Lào, để anh em con Hội Thánh Người Pro mới của chúng con, họ sẽ tiếp trợ để họ có thể lo công việc nhà, để có thể có thêm bột ngọt, muối để sinh sống, và đức tin của họ sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Và hôm nay thưa Chúa, Chủ nhật của Ngài âm nhạc truyền thông, cho chúng con cảm tạ Chúa, biết sử dụng mọi phương tiện đó để truyền giảng cho Ngài. Cứu anh em con ra khỏi việc chơi games, anh em con ra khỏi cứ lướt mãi ở trên Facebook mà quên đi để nhờ cái cơ hội đó truyền giảng tin mừng. Hỡi Cha, cho chúng con biết tận dụng những điều đó để truyền giảng tin mừng của Chúa. Chúng con không cần lên núi cao nữa, nhưng mà bây giờ chúng con được Chúa cho để có thể sử dụng những phương tiện đó đi mọi nơi
để truyền giảng tin mừng của Ngài. Hỡi Cha, giúp chúng con, ban phước chúng con thấy lòng nhân từ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện dâng danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời thánh an toàn.